đứa nào đã lấy cắp con rùa vàng của ông? Ôi giời ơi! Lại đây, tập trung tất cả lại đây cho ta. Ta truyền đời cho các người biết, hôm nay mà ta phát hiện ra ai lấy con rùa vàng thì ta sẽ phạt nặng. Người đâu, lục soát cho ta. Tìm kỹ, thật là kỹ vào. Con rùa không lớn, biết đâu kẻ cắp đang giấu ở một bó lúa nào đó cũng nên. Dù có phải đào tung chỗ này lên, cũng phải tìm được con rùa cho ta. Ơ, đây rồi cha ơi. Con rùa ở dưới thúng lúa trong quang gánh này là quang gánh của cha Hồng Xiêm. Con rùa, có chuyện gì vậy cha? Hay lắm, ta thuê người đến làm để ngươi có cơ hội kiếm thêm. Vậy mà ngươi dám nổi lòng tham ăn cắp con rùa của ta. Không đúng, tôi không hề biết tại sao con rùa lại ở trong quang gánh của tôi. Ngươi nói hay lắm, không lẽ con rùa vàng này nó có chân, nó biết bay rồi tự bay vào thúng của ngươi hay sao? Thôi, không nói nhiều, ngươi phải bồi thường cho ta 10 đồng, nếu không ta sẽ lôi ngươi ra quan huyện. Ôi, tôi xin ông, tôi không lấy con rùa. Xin ông mình xét cho, chứ giờ ông bắt vạ như vậy, tôi biết lấy tiền đâu ra để đền. Dạ, con xin ông điều tra về việc này, chứ cha con xưa nay chưa lấy của ai cái gì bao giờ. Chắc là có ai đó hãm hại cha con. Người nghĩ có ai rảnh mà đi làm như thế không? Không nói nhiều nữa, mau đền cho ta. Mỗi lúc một ít, cho tới khi nào đủ thì thôi. Thưa ông, con xin ông hãy để con tìm ra thủ phạm, để minh oan cho cha con ạ. Con nhất định sẽ tìm ra người lấy con rùa của ông và bắt kẻ đó phải đền số tiền mà ông vừa nói. Được thôi, nhưng ta chỉ cho ngươi một ngày hôm nay thôi. Nếu như ngươi không tìm ra được, thì cha con ngươi lập tức phải bồi thường cho ta. Đây chính là những hạt thóc thiêng mà con đã nhờ các sư thầy làm lễ ở đình làng. Hạt thóc này có thể giúp chúng ta tìm ra kẻ trộm. Tìm ra kẻ trộm bằng cách nào? Người đang nói bậy cái gì thế? Bây giờ, tất cả những người có mặt ở đây, mỗi người sẽ nắm một ít thóc ở trong tay và đi xung quanh con rùa vàng này 5 lần. Nếu ai là người ăn trộm, hạt thóc trong tay sẽ nảy mầm. Làm gì có chuyện như vậy được hả nhóc con? Hạt thóc này, nếu cứ nắm trong tay, thì có mà ngàn năm cũng chẳng nảy mầm được. Nếu như ai không tin thì hãy làm ạ. Như cháu đã nói, hạt thóc này đã được làm phép. Nó sẽ nảy mầm trong tay người ăn trộm. Và nếu như có ai đó không dám làm, thì người đó chính là người ăn trộm. Làm chứ, sợ gì mà không làm. Được, chúng tôi làm. Anh Nô, chính anh là người đã ăn trộm con rùa vàng. Tôi không có. Hạt thóc trong tay tôi đâu có nảy mầm. Anh còn không nhận tội. Khi tất cả mọi người cùng cầm hạt thóc đi vòng quanh con rùa, mọi người đều rất bình thản. Riêng anh lại thập thò hé bàn tay ra xem thóc có mọc thành mầm hay không đúng 3 lần. Chỉ có người đã gây ra tội mới có tâm lý lo sợ như thế. Anh còn không nhận tội hay sao? Ông ơi, xin ông hãy cứu con. Họ mà kiện con về tội vu khống thì con chết mất. Như vậy rõ ràng là anh Nô đã lấy con rùa bỏ vào quang gánh của cha tôi. Cha tôi bị oan. Đến giờ phút này rồi, tôi sẽ nói sự thật cho tất cả mọi người cùng biết. Chính phủ ông là người đã sai khiến tôi làm việc này. Nói linh tinh cái gì thế hả thằng Nô kia? Định gắp lửa bỏ tay người hả? Phú ông biết nhà Hồng Xiêm vừa mới bán lợn được một số tiền nên bày trò bảo tôi làm như vậy để phạt vạ lấy tiền. Tôi cũng vì tham lam, muốn được phú ông chia cho một chút nên mới làm như vậy. Phú ông phải đền tiền bồi thường danh dự cho cha tôi. Bằng không, chúng tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Đây, cầm lấy và biến đi. Đi hết đi. Thử lắm Hồng Xiêm.